Rồi mình xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Đó, cái này đang lét ngày 30 tháng 4 anh chị. Đó, tiếp tục trúng 20 này. 20. Đó, anh chị thấy không? Đó, đang lét. 20 hai tờ. Đó. Rồi. Cái đây quân nôm của ngày 30 tháng 4 luôn nè anh chị. 30 tháng 4 nè. Quân nôm đại phụ đây. Quê mình gọi là đại phụ nha anh chị ở quân nôm mà gọi là gọi là đại chính nha. Quê em gọi đại phụ nha anh chị. Ba lam ba tờ ha, ba tờ lại tới rồi đó. 02 nè anh chị. Khánh Hòa đó, Khánh Hòa là ngày 1 tháng 5. Rồi đi em lấy cái giấy dò ngày 1 tháng 5 cho anh chị xem nha. Đây ngày 1 tháng 5 02 nè anh chị. Đó, Khánh Hòa ngày 1 tháng 5. Đó, đây đâu rồi, bay tứ lùng tùng hết. Đây đây anh chị, tờ đây nè, 02 nè. Đó, ba tờ 02, một tờ hai tờ, ba tờ 02. Đó, còn mấy người trúng nữa mà chưa thấy thấy đậu nha anh chị. Đó, này rất là nhiều, trúng rất là nhiều. Cái này đây coi hư, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800.000 nha anh chị, 800.000. Đó, Quang Nôm ba tờ. Đó, Khánh Hòa. Đó, Khánh Hòa Đắk Lắk nữa. Rồi, rồi tóm tờ hết nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video của em nha. Chúc anh chị may mắn phát lộc câu tài nha, mua vé số vô nhiều nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị.